Tại khoản 2, điều 106 Luật Đất đai năm 2013 có quy định việc thu hồi sổ đỏ được thực hiện đối với các trường hợp sau. 1. Trường hợp nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên sổ đỏ đã cấp. 2. Trường hợp khi cấp đổi sổ đỏ. 3. Trường hợp khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, dẫn đến phải cấp mới sổ đỏ. 4. Trường hợp sổ đỏ đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng mục đích, thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất, trừ trường hợp đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Theo đó, nếu sổ đỏ cấp sai vị trí mà dẫn đến không đúng diện tích đất được cấp, hoặc trong quá trình đính chính sổ đỏ mà có yêu cầu cấp đổi sổ đỏ, thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi sổ đỏ đã cấp trước đó.